anh đố chú dám đến nhà anh kiểm định gỗ đấy. Đây, và đây là bắt đầu đến cái nhà cái anh có yêu cầu mình đến nhà để kiểm định xem nó là gỗ gì rồi. Và trên tay mình dụng cụ đơn giản thôi, một cái đục và một cái dùi. Thế thôi, theo chân em Sơn. Ôi, em chào anh. Dạ vâng ạ, thì nhận lời từ anh thì thấy anh bảo là nhà có cái món gỗ quý như nào đấy thì cần em đến nơi thẩm định. Hôm nay em bớt chút thời gian qua bên mình để xem là như nào. Dạ vâng ạ. À đây đây đây, anh cho em phép gài cái mic này vào để anh nói cho rõ hơn ạ. Dạ vâng ạ. Đây thì anh có cục gỗ này thì cứ chả biết từ lâu lắm rồi, chú thẩm xem nó là gỗ gì. Lâu lắm rồi. Cái này ui cái này trông nó rất là lâu đúng không anh? Cái này là như thế nào đây? Gia đình thì mình để làm gì hay như nào đây mà trước giữ kiểu lặng thế nhở? Kiểu như là cái kiểu như là cái trụ cái gì đấy, kiểu các cụ trước anh không rõ. Vâng. À các cụ để lại ạ. Ui giời, nặng thế nhở? Lặng lắm. Chú thẩm xem mà. Ui giời. Thế này để cho em xin phép là anh ơi, cái này của mình vẫn được tạt ra một tí chứ? Thoải mái. Vâng. Thế để em thử tạt một tí xem là nó là cái gỗ gì. Cái này lâu đời lắm rồi. Đây anh em nhìn này, có cái vết bạc theo thời gian. Cái trụ này thôi mà rất là nặng anh em mình nhá. Đấy thì đây này, các cái vết trụ này mà có cả hình các cái đường viền răng cưa, không biết là ngày xưa là các cụ làm bằng cái gì. Đấy, lâu lắm rồi. À lâu lắm rồi ạ. Thế anh cũng không biết luôn ạ. Dạ vâng, thế thì cho em thử tạt cái nhá. Okay. Rồi thử tạt ở đây, cũng ai cũng đã thử tạt ở đây ạ. Nhiều người tạt rồi nhưng mà không đúng ạ. Ui. Gỗ đành thế anh ơi. Ui già. Chia sẻ với anh em này, chỉ cần bằng một cái nhát đục thôi, anh em mình nhìn thấy này, cái độ ánh này, độ bóng của cái gỗ này nó khác biệt so với lại các loại gỗ thông thường. Và khi em Sơn cầm lên cái, em Sơn đã biết ngay được rằng là đây là một loại gỗ khả năng cao là rất là loại rất là tốt rồi, bởi vì nó cái khối lượng riêng của nó rất là nặng. Đấy, và hơn nữa thì khi mình tạt ra thì có độ ánh, độ bóng. Thì em Sơn nhìn đây thì nó có cái màu nâu nâu. Đấy, nó có cái màu hơi nâu nâu và cũng có vân. Thì khi mà tạt ra như này cái thì em Sơn có trong cái trí nhớ của mình thì có những một vài cái loại gỗ nó có cái màu này và có cái vân kiểu dạng như này. Thì một thì cũng chia sẻ với anh thì có hai loại gỗ em cũng khẳng định. Thì một đây nó là cái loại gỗ muồng hay gọi là chi lưu đen, thì nó cũng có cái vân như này. Đấy, và cái màu nó cũng nâu nâu như này. Thứ hai nữa là đây là loại gỗ chắc đen. Đấy, thì nếu như mà là gỗ muồng ấy thì nó một cái đặc tính nữa là cái tom gỗ của nó rất là to và nó xèo xèo hơn. Nhưng mà đây thì có cái độ tom gỗ khá là mịn, và hơn nữa thì cái hàm lượng dầu nó cao nên nó có độ ánh, độ bóng hơn. Thì cũng khả năng cao em khẳng định với anh khoảng 80% nó là gỗ chắc đen. Nếu là gỗ chắc đen thì phải chúc mừng gia đình, đây là một cái sản phẩm rất là quý báu, rất là giá trị. Dạ vâng ạ. Để em kiểm tra thêm một chút nữa. Nếu em ngửi đây thì nó hơi có mùi kiểu hơi khét khét, hơi khét khét, cháy cháy một chút. Thì khả năng cao thì đến 95% thì đây nó là một phôi gỗ chắc đen. Và nếu như một phôi gỗ chắc đen mà hàng trụ như này trên thị trường thì bây giờ giá cũng khá là lớn. Bây giờ nếu một cái loại như thế này giá trên thị trường bây giờ cũng phải ngoài 600-800 nghìn một cân đấy. Nhưng cục này cũng rất là nặng như thế này. Thôi chúc mừng gia đình, đây là một bảo bối rồi. Cảm ơn anh nhá. Okay.